Ơi, báo cáo các bác. Hôm nay có con sinh cùi cùi. Khoe các bác làm luôn cũng nó cũng không có gì đặc biệt đâu nhưng mà cũng vui vui mắt. Cái này thì cũng về đội cũng lâu lâu rồi nhưng mà hôm nay mới động động thổ tí. Nó chưa có gì làm được cho nên là nó cũng chưa khoe bác được, thì hôm nay nó rườm rà quá thì làm chút vui vui. Đấy thì cũng là một cây ngắn ngắn, nhỏ nhỏ mini ngắn ngắn thôi, trên cái chậu men nhìn cũng có vẻ là xưa xưa ấy. Đấy, một cây có chút bóng lảng, chút bóng lảng. Đấy thì nó còn ôm tùm cỏ rác quá, thì bây giờ nhặt nhặt tí thì bác nhìn xem có hay ho gì quá nhé. Đấy. Cao độ chắc độ 10-15 phân. Vâng ạ. Đấy. Sẽ có. Mưa rét tái tê các bác ạ. Rét quá. Rét sun vòi. Mặt lầm rồi. Mặt lầm tỉa lá rồi. Gió rét rét mướt, rét sâu đấy các bạn. Vừa rồi về quê bỏ quên mất bộ đồ ở nhà, làm mất tiện cả cái giá treo camera đâu mà bây giờ chỉ dựng được mỗi một góc này, các nhìn nó hơi hơi khó chịu tí nhá, thông cảm bác nhá. Thank you.
Mày nên đọc số thẻ của Techcombank anh. À, nhớ rồi. Tí số nữa. Thẻ của ngoài chứ không phải là số tài khoản. Tí nữa. Ê, em luôn chuyển. Nhớ ra tiện nhớ cái câu chuyện là so sánh cái cây giữa miền Bắc với miền Nam ấy các bác. Đó. Thì so sánh thì nó vô cùng lắm, nhưng mà nó là do cái văn hóa thôi các bác, cái văn hóa với lại cái văn hóa với cái nền kinh tế thì đúng hơn cái đấy thì nó tác động đến cái cả lối chơi của con người ấy. Đấy cái quan điểm mà theo cái sự hiểu biết của em là như vậy. Thì miền Nam thì họ thường và cũng là khí hậu nữa các bạn. Đấy thì miền Nam thì họ thường chỉ cái hoa. Đấy, thì cây miền Nam thì các bác cứ thường chơi cây hoa và chơi cây có quả. Đấy, thì cũng là cái khí hậu thôi của họ, ví dụ như mai chiếu thủy hay là cây bông trang trước thì nó đều rất là nhiều hoa đấy, hoặc là cái bên trong đấy thì trồng hoa rất là tốt, trồng hoa mà những cái cây hoa mà lại thân gỗ ấy, thì làm được bonsai rất là tốt đấy. Và thứ hai là cái kinh tế của họ kinh tế của họ thì nó thị trường hơn của mình, miền Bắc nó tốt hơn đấy, và cái cách làm của họ cũng công nghiệp hơn, những cây họ làm mà thiên về bẻ tay tán và nó rất là khá na ná giống nhau các bác ạ. Đấy, miền Bắc mình thì con người thì có vẻ khó tính hơn cầu kỳ hơn đấy. Cái thứ hai là cái khí hậu của mình nó phù hợp, nó nhiều cây xanh xi thứ này, dân chơi cây thế rất là nhiều. Miền Bắc thì nặng nề về dáng thế, miền Nam thì sẵn sàng bẻ tay tán để ra thành cái form, nó rất là nhìn rất là vui mắt đấy. Thì miền Bắc thì cầu kỳ hơn một chút. Đấy, thì nói chung mỗi miền đều có những cái vẻ đẹp riêng, mà phong cách chơi cũng như là cái người chơi và cái người đam mê riêng
cho nên là cũng không thể nói là miền nào hay hơn miền nào, mà là chúng ta hợp với cái nào hơn thì chúng ta chơi. Cũng có những người miền Bắc lại rất thích cây miền Nam, và miền Nam lại cũng thích cây miền Bắc. Đấy. Cành này lúc bị vào dây này, nó từ lúc nó còn nhỏ nhỏ cho nên bây giờ nó lớn nhanh cho nên là nó bị ăn vào, quên không để ý này, bị vào dây này. Xanh ấy các bác, thi thoảng nó có những cái, hoặc là xị thế, thi thoảng có những cái vết bã đậu này, cái xùi xùi mềm 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 nhũ này này, cấu cái là nó vỡ ấy. Cái đấy thì bỏ đi, mà sau này nó cũng tiêu đi mà. Đấy. Nó làm nở những cái đầu rất là xấu. Ra này thì cắt đi chứ không cần để làm cái gì cả. Lá nó dài rồi, thay máu cho nó khỏe. Dành nhựa nuôi lá mới. Những cái nhựa này là chất dinh dưỡng của cây mà, kiểu như máu của mình. Thank you.
Đấy, thì cái ngọn này với lại cái ngọn với lại chi thứ ba thì còn đang phải nuôi, còn những cái kia thì tạm ổ hòm rồi. Đấy, cái này là ngọn giả tí thôi, to to chút gì thì làm. Đấy, cũng đang nuôi. Đấy, cái đây này cũng đang cần to chút nữa thì mới cắt được, cắt luôn được nhưng mà nó không được ok lắm. Đây mặt sau lưng liếc nó, đây lưng liếc nó, đây này mặt lưng, mặt chính mặt kia kìa. Đây này, mặt này nó cây nó sâu và nó nhìn nó thoáng hơn, mặt này thì hơi bí. Đấy thì cái ngọn thì giật lên và một cái tay đỡ đây nữa thôi, vậy thôi. Nó cũng chẳng phải là cái cây gì nó tuyệt phẩm hay là mỹ miều quá, nhưng mà chơi nó cũng vui vui, có cái gì đấy nó dễ chịu, nhìn nó cũng vui vui. Đấy, vui vui, bệ biếc cũng bệ biếc bò này, lưng này. Đấy, bên này thì nhìn nó bề thế bác nhỉ. Đây. Từ trên xuống. Đấy. Chờ cái này lên là có bông răm như này là ok, là chơi vui rồi. Chúc các bác nhiều ngày càng nhiều cây đẹp nha. Tào lao vậy thôi.